Chơi bịt mắt bắt vịt nha mọi người nha. Và đa số là cho trẻ em chơi thôi. Mới chạy vào nhà ba bông cục về đấy người lớn chưa thấy. Không có một đống nữa. Thank you.
Oh!
ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.